quý vị, sau khi Mỹ và Liên minh châu Âu áp đặt các lệnh trừng phạt sâu rộng đối với Nga nhằm đáp trả việc nước này tấn công Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Nga cùng Iran trở thành hai trong số những quốc gia bị cô lập nhất thế giới về kinh tế. Các biện pháp trừng phạt áp đặt lên Moscow và Tehran đã hạn chế họ tiếp cận thị trường tài chính toàn cầu và tiến hành thương mại quốc tế. Do đó, cả hai nước đều mong muốn mở rộng quan hệ kinh tế với các nước láng giềng ở Tây và Trung Á để vượt qua các lệnh trừng phạt. Đặc biệt, Iran và Nga đang nỗ lực tăng cường quan hệ thương mại và cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông chung. Một trong những tuyến thương mại quan trọng đối với Iran và Nga là hành lang vận tải Bắc Nam quốc tế INSTC. Hành lang vận tải Bắc Nam quốc tế INSTC là dự án kết nối đa phương thức nhằm thiết lập mạng lưới giao thông đường thủy, đường sắt và đường bộ để vận chuyển hàng hóa giữa các nước Ấn Độ, Iran, Trung Á, Nga và Bắc Âu. INSTC được thiết kế để cung cấp tuyến thương mại thay thế và ngắn hơn giữa Nam Á và Bắc Âu. Tuyến đường này kết nối Ấn Độ Dương và Vịnh Ba Tư với biển Caspi và tiếp tục mở rộng đến Bắc và Tây Âu. Đây thực ra không phải là một tuyến thương mại mới. Tuyến đường cổ xưa này đã được người châu Âu, Ấn Độ và nhiều thương nhân từ các nước khác sử dụng để tiếp cận thị trường Trung Á. Trong thời kỳ của triều đại Safavid, người ta ước tính có khoảng 10.000 thương nhân Ấn Độ đã có mặt trên khắp đế quốc này. Safavid là một trong những triều đại hùng mạnh nhất của Ba Tư, tức Iran hiện nay, trị vì từ năm 1501 cho đến năm 1736. Dự án INSTC hiện đại được Nga, Ấn Độ và Iran khởi xướng vào tháng 9 năm 2000 tại thành phố Saint Petersburg của Nga. Mục tiêu của hành lang là tăng cường kết nối thương mại giữa các thành phố lớn như Mumbai, Tehran và Moscow. Tuy nhiên, kể từ khi thỏa thuận được ký kết vào năm 2002, tiến độ thực hiện tuyến đường này rất chậm. Vào ngày 18 tháng 1 năm 2012, một cuộc họp ở New Delhi đã thảo luận về các phương thức khác nhau để tiếp tục thực hiện dự án. Sau đó, nhóm này đã tìm kiếm sự hỗ trợ từ các quốc gia Trung Á khác và hiện tại nhóm đã được mở rộng. Các thành viên hiện tại là Ấn Độ, Iran, Nga, Azerbaijan, Kazakhstan, Armenia, Belarus, Tajikistan, Kyrgyzstan, Oman, Syria, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và Bulgaria. Turkmenistan hiện chưa phải là thành viên chính thức, nhưng có khả năng sẽ có đường bộ kết nối với hành lang này sau khi được Thủ tướng Modi chính thức mời tham gia. Azerbaijan và Armenia đã thực hiện nhiều hạng mục của dự án. Cả hai nước hiện đang xây dựng các tuyến đường sắt và đường bộ mới để hoàn thiện các tuyến đường còn thiếu trong INSTC. Kể từ năm ngoái, INSTC đã trở nên rất quan trọng đối với thương mại giữa Iran và Nga. Việc vận chuyển dầu diesel và xăng bằng đường sắt từ Nga đến Iran và ngược lại ngày càng trở nên trọng yếu. Giữa vòng vây các biện pháp trừng phạt kinh tế do G7 áp đặt, ngoài ra Iran có thể sử dụng vị trí của mình làm trung gian vận chuyển hàng hóa giữa phương Đông và phương Tây. Nga cũng đã sử dụng khu vực trung chuyển này để tiếp cận các thị trường mới cho hoạt động xuất khẩu năng lượng. Vào tháng 7 năm 2002, Iran đã hoàn thành quá trình trung chuyển hàng hóa đầu tiên của Nga sang Ấn Độ bằng hành lang vận chuyển INSTC. Vào ngày 17 tháng 5 năm 2023, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một thỏa thuận xây dựng tuyến đường sắt Ras Astara, dự kiến sẽ thúc đẩy INSTC bằng cách kết nối Nam Á với Bắc Âu và có khả năng cạnh tranh với kênh đảo Suez. Ông Kambis Jahanbani, giám đốc điều hành của công ty vận tải biển Caspi của Iran, cho biết, một khi tuyến đường này được vào hoạt động, tuyến đường sắt của Iran sẽ được kết nối với Nga và sau đó đến châu Âu. Ông Jahanbani xem thỏa thuận này là một bước ngoặt đối với INSTC. Từ đầu năm ngoái, giao thông hàng hải giữa hai nước cũng bắt đầu được nối lại và phát triển nhanh chóng. Vào ngày 4 tháng 5 năm 2022, cảng Nosha phía bắc Iran đã đón tàu chở hàng Ro-Ro đầu tiên của Nga sau 21 năm. Đây là loại tàu được thiết kế để chở các loại hàng hóa có bánh xe như ô tô, rơ móc và toa xe. Hãng thông tấn Tasnim của Iran hôm 29 tháng 5 đưa tin, Iran sẽ triển khai các chuyến hàng hải trực tiếp hàng tuần để vận chuyển hàng hóa từ cảng Bandar Anzali của nước này đến các cảng của Nga ở biển Caspi nhằm tăng cường hành lang vận tải Bắc Nam quốc tế. Ông Jahanbani cho biết, hiện tại các dịch vụ vận chuyển container đang được công ty vận tải biển Caspi thực hiện từ các cảng phía bắc của đất nước đến các cảng ở Nga. Ông Jahanbani cho biết thêm, INSTC đã đạt được mức tăng trưởng 360% trong hoạt động vận chuyển hàng hóa. Iran và Nga gần đây đã tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực, bao gồm năng lượng, thương mại, tài chính, quốc phòng và vận tải.
Sự hợp tác của họ nhằm mục đích giảm bớt tác động của các lệnh trừng phạt mạnh mẽ nhắm vào cả hai nước, đồng thời phấn đấu hướng tới xây dựng một nền kinh tế hưng thịnh, độc lập với phương Tây. Trong thương mại quốc tế, chỉ một vài quốc gia có quyền lực trên bàn đàm phán. Mỗi quốc gia đều cố gắng vượt lên các quốc gia còn lại để nắm quyền định đoạt các quy tắc. Trên nhiều phương diện, Trung Quốc và Hoa Kỳ đang cạnh tranh gay gắt về vấn đề này trong thời gian gần đây. Vậy chỗ đứng nào cho Ấn Độ? Với mạng lưới vận tải đa phương thức INSTC, quốc gia Nam Á có thể vận chuyển hàng hóa đến nhiều nước ở Trung Đông, Trung Á và châu Âu. Nhiều hoạt động thương mại rộng khắp, Ấn Độ kỳ vọng có thể tăng trọng lượng tiếng nói của mình trong các cuộc thương lượng, đồng thời chống lại sự thống trị của Trung Quốc. Hành lang thương mại INSTC mang lại nhiều lợi ích tiềm năng to lớn cho Ấn Độ, một trong ba thành viên sáng lập của dự án. Tuyến đường này có tầm quan trọng về kinh tế và chiến lược của Ấn Độ ở lục địa Á-Âu. Một nghiên cứu của Liên đoàn các hiệp hội giao nhận vận tải ở Ấn Độ cho biết, hành lang này sẽ cắt giảm thời gian và chi phí vận chuyển, giúp cho việc vận tải hàng hóa rẻ hơn 30% và mất ít thời gian hơn 40%. Trong thời kỳ đại dịch COVID-19, thương mại toàn cầu phải đối mặt với giá cả tăng cao và các tình trạng tắc nghẽn trong chuỗi cung ứng, điển hình là vụ tắc nghẽn ở kênh đào Suez. Chi phí cho con tàu lớn mắc kẹt ở đó là khoảng 15 triệu đô la Mỹ mỗi ngày. Một hành lang giao thông như INSTC là cần thiết để tạo thuận lợi cho việc vận chuyển và tăng khả năng tiếp cận thị trường. Đã có dự đoán rằng theo thời gian, mô hình truyền thống sẽ đảo ngược, với phương Đông là nhà sản xuất, còn phương Tây là người tiêu dùng. Lý do đơn giản là châu Á được dự đoán sẽ chiếm 66% tầng lớp trung lưu trên thế giới vào năm 2030. Hơn nữa, nếu Ấn Độ muốn đối trọng với sáng kiến vành đai và con đường BRI của Trung Quốc, INSTC là cần thiết. Điều này đã được Ngoại trưởng Ấn Độ Subramaniam Jaishankar lặp lại vào tháng 11 năm 2021 trước những lo ngại của Ấn Độ về BRI. Với nhu cầu năng lượng to lớn của Ấn Độ và tình trạng bất ổn hiện tại, INSTC sẽ giúp đa dạng hóa các nguồn năng lượng của Ấn Độ bên ngoài vùng vịnh. Tuy nhiên, một số trở ngại có thể khiến dự án một lần nữa khó hoàn thành. Các biện pháp trừng phạt toàn diện của phương Tây đối với cả Moscow và Tehran có thể khiến New Delhi phải chùn bước. Sức ảnh hưởng chi phối của Trung Quốc tại khu vực cũng là một lực cản rất lớn của tham vọng INSTC. Do nguy cơ gây ra hậu quả kinh tế, New Delhi có thể sẽ kiên trì chính sách tránh vi phạm lệnh trừng phạt. Hơn nữa, ngay cả khi các nhà lãnh đạo EU đồng ý dỡ bỏ lệnh trừng phạt, việc Iran tiếp cận các thị trường do đồng đô la thống trị sẽ vẫn là một rào cản đáng kể cần vượt qua. Hơn nữa, những biện pháp trừng phạt này không chỉ nằm dưới sự kiểm soát của các nhà lãnh đạo EU, họ cũng phải được Mỹ chấp thuận. INSTC sẽ cần sự hỗ trợ của Washington để đạt được mục tiêu. Điều này có vẻ khó xảy ra. Hơn nữa, Ấn Độ và Trung Quốc, hai cường quốc châu Á, đang cạnh tranh với nhau trước những thay đổi mạnh mẽ về địa kinh tế. Hành lang Bắc Nam mới cạnh tranh với sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc. Sự phụ thuộc ngày càng tăng của Tehran vào Bắc Kinh có thể gây tổn hại cho sự hợp tác giữa Ấn Độ và Iran và có khả năng làm chậm lại các dự án kết nối. Ấn Độ cũng tỏ ra lo ngại về thỏa thuận thương mại kéo dài 25 năm giữa Tehran và Bắc Kinh. Ảnh hưởng của Trung Quốc đối với cảng Wada của Pakistan và Ấn Độ Dương đã thu hẹp các lựa chọn của Ấn Độ. Iran đặc biệt không hài lòng với Ấn Độ trong việc thực hiện nghĩa vụ phát triển cảng Chabahar và tuyến đường sắt Chabahar ra Hedan. Nếu Ấn Độ không hoàn thành tuyến đường sắt dài 624 km này, Tehran có thể sẽ tìm kiếm thêm đầu tư từ Trung Quốc. Đối với New Delhi, thỏa thuận Trung Quốc-Iran đồng nghĩa với việc Ấn Độ rút khỏi cảng Chabahar. Trở ngại cuối cùng chính là cuộc chiến giành nguồn nước hiện nay trên sông Helmand giữa Tehran và Kabul. Cuộc tranh chấp này đã làm tình hình an ninh trong khu vực trở nên tồi tệ hơn. Các cuộc đụng độ biên giới gần đây đã làm tăng sức nóng chính trị trong khu vực. Những tranh chấp này có thể cản trở sự hợp tác giữa hai nước. Tóm lại, cả ba quốc gia Ấn Độ, Nga và Iran đều có lợi ích chung trong việc mở rộng INSTC. Tuy nhiên, số phận của dự án dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường địa chính trị hiện tại của khu vực, việc thiếu kinh phí cũng như khả năng xảy ra xung đột biên giới giữa các quốc gia Hồi giáo. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!